tái gì cả. Đó còn đó chứ đâu. Này không bé chưa chứ. Này cũng đớt, đớt vậy đớt. Sao vô họ thấy nó tái hơn dữ ta? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dân. Thì hôm nay là chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan cho các bạn được biết. Thì hôm qua có đi vườn của chú Hai với chú Bảy Hải. Có quay lại video ngắn, sẵn mình cũng post giá luôn. Nhật giá trong video này luôn. Thì cụ thể là giá xài vàng hôm nay là nó tăng lên. Vàng nhất là 40.000, vàng nhì là 20.000, là giá thu mua tại vườn nha các bạn. Thì hôm nay mình báo là giá thu mua tại vườn. Còn xài xanh, riêng xài xanh hôm nay là xanh nhất là 17.000, xanh nhì là 8.000. Thì anh em nào ở khu vực An Giang với Đồng Tháp có muốn bán xài thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ghi trên màn hình. Còn mà những anh em dựa nào mua giá cao hơn hoặc là lái nào mua giá cao hơn thì bà con mừng thôi các bạn, chứ mỗi khu vực mỗi giá khác nhau, giá cả nó thể trên lệch 1-2 ngàn, nên nhiều anh em nói là mua sao giá thấp quá thì cũng không được nha, cũng tùy dựa thôi, tại vì dựa cho giá mình nhiêu đó, mình xuống vườn mình mua nhiêu đó. Chứ mình mua giá bằng giá dựa mình nói chung là đâu có lời gì đâu, lỗ công rồi các kiểu luôn các bạn cũng biết rồi. Thì mình ở đây mình báo giá sát giá thị trường nha. Được. Giá cả hợp lý đàng hoàng chứ không có báo giá tào lao. Thì anh em nào mà ở khu vực An Giang với Đồng Tháp có xài thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình nha. Thì bữa nay đi tham quan vườn của chú Bảy với chú Hai, hai vườn gần nhau nhé bạn. Thì bên cạnh cập nhật giá xài thì chỗ mình vẫn còn gửi thuốc đi các tỉnh nha các bạn. Bạn nào mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.